cuộc hôn nhân ồn ào của MC Thanh Bạch, drama chấn động với nghệ sĩ Xuân Hương, Mười Lên làm đám cưới với bà Trùm. Cả hai cuộc hôn nhân của MC Thanh Bạch đều khiến dư luận xôn xao, thậm chí trở thành drama gây bão một thời. Nghệ sĩ Xuân Hương là người vợ đầu tiên của MC Thanh Bạch, hai người là bạn học tại trường đại học sân khấu Luna Saki do Việt Nam và Liên Xô hợp tác tổ chức. Xuân Hương và Thanh Bạch trở thành cặp đôi nổi tiếng trong làng sân khấu, chính thức về chung một nhà vào năm 1986. Sau 20 năm gắn bó, họ tuyên bố ly hôn vào năm 2006. Có một người con trai chung. Cuối năm 2019, nghệ sĩ Xuân Hương bất ngờ tung ra 10 chương thâm cung bí sử cuộc sống hôn nhân với Thanh Bạch. Trong đó là nhiều chi tiết giật gân gây chấn động truyền thông, nguồn cơn do hành động của nữ nghệ sĩ xuất phát từ việc Thanh Bạch chia sẻ trên một chương trình lý do ly hôn Xuân Hương là vì đời sống hôn nhân thiếu lãng mạn. Các bài đăng của nghệ sĩ Xuân Hương đề cập đến việc bà lui về làm hậu phương để chồng tỏa sáng trên sân khấu, nhưng cuộc sống lại chẳng khác gì một ô xin chuyên nghiệp ở nhà. Mọi chuyện đều từ lo liệu lại bị chồng khinh miệt. Không những bị chồng liên tục gây sự, nghệ sĩ Xuân Hương cho biết bị mẹ chồng và em chồng đối xử tệ, thường xuyên xúi giục Thanh Bạch ly hôn vợ. Chấn động nhất là thông tin Thanh Bạch từng có mối tình đồng tính nam với một người thợ gắt tóc. Nghệ sĩ Xuân Hương kể khi bà phát hiện mối quan hệ ngoài hôn nhân của chồng, Thanh Bạch đã không ngại nói thẳng việc lấy vợ chỉ để làm bình phong. Thời điểm bị vợ cũ lên loạt bài tố cáo, Thanh Bạch không có bất cứ động thái đáp trả nào. Nam MC vẫn xuất hiện vui vẻ tại các chương trình. Còn về phía nghệ sĩ Xuân Hương, bà yêu cầu chồng cũ không được nhắc tên mình trong bất cứ một câu chuyện nào khác. Gần đây, nghệ sĩ Xuân Hương xuất hiện trên một chương trình gõ cửa thăm nhà. Bà cho biết hiện đang sống một mình tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Cứ từ năm 2017 đến nay, người con trai duy nhất đã không liên lạc với bà. Những năm qua, Xuân Hương gắn bó với công việc làm bếp, bán đồ ăn online. Thanh Bạch tiết lộ có tình yêu mới sau gần 2 năm ly hôn năm 2016. Nam MC tổ chức đám cưới cùng bà Thúy Nga, chủ một trung tâm chuyên tổ chức các chương trình ca nhạc ở hải ngoại. Vừa mới hơn Thanh Bạch 15 tuổi, tin đồn tình cảm của hai người xuất hiện từ một năm trước hôn nhân. Cặp đôi đã có tới 10 lần tổ chức đám cưới, mỗi lần đều rình rang hoành tráng. Thanh Bạch cho biết lý do làm đám cưới nhiều lần là một cách mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, bởi có album trăm tấm hình đẹp, có đĩa DVD để về chiếu cho bạn bè người thân coi. Nói về cuộc hôn nhân với Thúy Nga, Thanh Bạch từng chia sẻ: nhìn mặt Thúy Nga nghiêm túc khiến nhiều người sợ, nhưng thật ra chị ấy rất vui tính. Ai nói chuyện với chị ấy chỉ cần 3 phút thôi có thể cười không nhìn nổi rồi. Tất nhiên Bạch phải có một chút duyên nợ thì mới giúp chúng tôi gắn bó với nhau như vậy. Thanh Bạch không mấy khi xuất hiện tại các chương trình truyền hình mà chỉ thỉnh thoảng nhận lời là MC, còn lại dành thời gian phát triển vai trò đào tạo, làm diễn giả. Thanh Bạch giờ đang làm ông nội. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, MC cho biết hai cháu nội là nguồn năng lượng lớn và niềm vui của mình.